Hôm nay ngày 21 tháng 7, truyền thông tin mừng cho người nghèo. Mời quý vị và các bạn lắng nghe cuộc đời và phúc tử đạo của Thánh Thomas Đinh Viết Dụ trong năm Thánh mừng kính 117 Thánh tử đạo Việt Nam. Thánh Thomas Đinh Viết Dụ, linh mục sinh năm 1783, mất năm 1839. Ngày tử đạo ngày 26 tháng 11 năm 1839. Tôi là đạo trưởng, có nghĩa vụ chăm sóc các tín hữu tại đây. Thánh Thomas Đinh Viết Dụ sinh năm 1783 tại làng Phú Nhai, tỉnh Nam Định, nay thuộc giáo xứ Phú Nhai, giáo phận Bùi Chu. Ngài rất chuyên cần học tập, trau dồi đức hạnh. Sau khi thụ phong linh mục, cha Dụ gia nhập dòng Đa Minh và tuyên khấn ngày 21 tháng 12 năm 1814. Về sau, cha được thuyên chuyển về phục vụ giáo xứ Liễu Đề vùng đất Bùi Chu. Cha Dụ gương mẫu trong đời sống cầu nguyện, hăng say hoạt động tông đồ phục vụ các tín hữu giáo phận đông đàn ngoài. Ngày 20 tháng 5 năm 1839, được tin mật báo có sự hiện diện của đạo trưởng, Tổng đốc Trịnh Quang Khanh đích thân bao vây lục soát làng Liễu Đề. Khi vừa hoàn tất việc dân thánh lễ tại nhà bà Thu, tiếng la hét ồn ào, biết rằng làng đã bị binh lính bao vây, không thể thoát thân. Cha Dụ cải trang thành người làm thuê và ngồi nhổ cỏ sau vườn. Tên chỉ điểm nhận biết ngài và hô to, đây tên đạo trưởng. Với nét mặt bình tĩnh, cha ôn tồn nói, chính tôi là đạo trưởng, tôi có nghĩa vụ chăm sóc các tín hữu tại đây. Trải qua 6 tháng bị giam cầm và tra tấn trong ngục tù, kèm theo những lời dụ dỗ bước qua thánh giá, nhưng tất cả đều không làm lung lay ý chí của ngài. Quan trên buộc lòng phải lập án chuyển vào kinh đô Thuận Hóa với bản án. Đạo trưởng Đinh Viết Dụ bị kết án trảm quyết vì tội truyền bá gia tô tả đạo. Y đã trở nên chai đá không gột rửa được vì những điều dị đoan đã ăn quá sâu, vậy phải nghiêm trị. Trong chốn lao tù, cha Dụ được giam chung với cha Nguyễn Văn Xuyên. Nhị vị tôi tớ Chúa chung tiếng lời nguyện kinh, khuyến khích và ban bí tích hòa giải cho nhau. Cùng nhau chuẩn bị tâm hồn xứng hợp để tuyên xưng đức tin trước mặt vua quan và quần chúng. Cha Dụ chịu xử trảm ngày 26 tháng 11 năm 1839 tại pháp trường Bảy Mẫu dưới thời vua Minh Mạng. Thi hài vị chứng nhân đức tin được tôn kính tại đền thánh Phú Nhai. Linh mục Thomas Đinh Viết Dụ được nâng lên hàng chân phước ngày 27 tháng 5 năm 1900 và được tôn phong hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988.